Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long buồn bã bị trục xét danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ngày 26 tháng 7, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố 139 hồ sơ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục trình Hội đồng cấp nhà nước xét danh hiệu. Từ đây xuất hiện nhiều ý kiến về việc một số nghệ sĩ gạo cội không có tên trong danh sách. Trước vấn đề này, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã có những chia sẻ quan điểm về vấn đề xét duyệt nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Kim Tử Long cảm thấy buồn các nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nguyệt, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ không có tên trong danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân do Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước đề xuất lên Hội đồng cấp nhà nước, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đăng tải trên website Bộ vào cuối tháng 7 vừa qua. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chia sẻ thêm, tại sao tôi bị trượt trong danh sách gửi đi từ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến Bộ để được xét duyệt nghệ sĩ nhân dân? Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi không được xét duyệt vào danh sách, tôi đã bị lỗi gì, tôi không được cái gì, thiếu cái gì mà không nằm trong danh sách gửi cho Bộ xét duyệt nghệ sĩ nhân dân. Chia sẻ về việc thiếu tiêu chuẩn huy chương nhưng vẫn làm hồ sơ, Kim Tử Long nói rằng, theo quy định của những năm trước, nghệ sĩ ưu tú cần 2 huy chương mới được xét lên nghệ sĩ nhân dân. Những năm đó anh bị trượt nên không có ý kiến, vì mình và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ chỉ có 1 huy chương thôi. Tuy nhiên đợt này quy chế đã không còn nhắm vào huy chương nữa, mà quan trọng là sự lan tỏa và số năm cống hiến của người nghệ sĩ. Danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân là những danh hiệu cao quý được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xét tặng các nghệ sĩ bởi những đóng góp của họ trong cống hiến nghệ thuật.